Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Bộ Công Thương, thực hiện nghị quyết số 01 NQCP ngày 1 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm nay đã được đổi mới phương thức triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để mở rộng thị trường xuất khẩu, tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả của các hoạt động định hướng xuất khẩu tổ chức tại Việt Nam. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương năm 2018, từ nguồn kinh phí hỗ trợ 103 tỷ đồng với 177 đề án được Bộ Công Thương phê duyệt, chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia đã hỗ trợ 5.000 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút gần 1,37 triệu lượt khách tham quan mua sắm. Trong đó có 270.000 lượt giao dịch thương mại, hợp đồng giao dịch xuất khẩu được ký với tổng trị giá 9 tỷ đô la Mỹ. Tổng giá trị hợp đồng mua bán hàng hóa tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và doanh số bán hàng đã đạt trên 300 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh các hoạt động quảng bá các mặt hàng của Việt Nam đã tạo dấu ấn nhận diện thương hiệu Việt và có sự liên kết vùng miền khi tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước để tiết kiệm nguồn lực và tạo được tiếng vang lớn. Để hoạt động xúc tiến thương mại đem lại hiệu quả cao, hỗ trợ một cách thiết thực hơn nữa cho doanh nghiệp, chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia 2019 đã đi vào thực chất hơn, thực hiện theo tiêu chí xúc tiến thương mại cho sản phẩm, ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu của vùng kinh tế, quốc gia, phát triển thị trường xuất khẩu, cùng với định hướng hỗ trợ trọng điểm cho xuất khẩu, chương trình đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động nhằm giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tại thị trường trong nước. Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia làm chương trình có thể nói là lớn nhất, quy mô nhất, làm bài bản nhất về xúc tiến thương mại và đã tập hợp được rất nhiều các cái đơn vị chủ trì từ các bộ ngành cho đến các hiệp hội ngành hàng các địa phương. Đấy, và cũng có rất nhiều những doanh nghiệp lớn tham gia công tác đổi mới kể cả phương thức cũng như là nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại. Nên tập trung vào cái vấn đề đối với những mặt hàng của Việt Nam hiện nay ở các thị trường, tập trung nhiều vào cái thị trường ở trong nước, thúc đẩy được cái kim ngạch cũng như là giúp được cho cái người nông dân, cái người sản xuất để có thể tiêu thụ được hàng hóa. Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia với mục tiêu tập trung phát triển thị trường theo hướng ưu tiên phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã quay lại thị trường truyền thống như Liên bang Nga, các nước Đông Âu, đồng thời tăng cường xuất khẩu vào thị trường các nước trong khu vực châu Á, Trung Đông, châu Phi. Cùng với đó, các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước cũng được triển khai mạnh mẽ, đã góp phần tích cực trong việc phát triển mở rộng thị trường trong nước. Hiện tại bên mình đang tập trung chính là ở thị trường Việt Nam. Với cái chính sách như hiện tại của nhà nước mình ý, thì các doanh nghiệp sẽ có dễ dàng hơn, như mình đang thấy là sẽ được đào tạo, sẽ có các cái hỗ trợ, có chính sách, gần như là có cái việc là dẫn đường và chỉ cho các doanh nghiệp có thể dễ dàng hơn để đưa sản phẩm mình ra. Mình thấy rằng là cái việc hỗ trợ từ bên phía nhà nước của mình cho các doanh nghiệp để hỗ trợ cho các sản phẩm có thể đưa ra được cái thị trường global rất là tốt. Vì thực ra thì BKV từ trước giờ, cái sản phẩm của BKV hướng tới là một những cái sản phẩm cao cấp và BKV đang chủ yếu là bán ở các thị trường ở Việt Nam của mình. Tuy nhiên rằng là bản thân từ năm ngoái, BKV cũng đã cố gắng tìm cách để mình đưa ra các kênh ở thị trường quốc tế. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển thị trường nước ngoài, hiện không ít doanh nghiệp Việt đã chủ động xây dựng và chiếm lĩnh thị trường trong nước. Theo các nhà sản xuất, thị trường trong nước vẫn là mảnh đất màu mỡ khi sản lượng tiêu thụ hàng năm ở mức cao. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã chủ động bám trụ thị trường một cách bền vững, đồng thời không ngừng phát triển thị trường một cách sâu rộng, bằng cách tập trung cải tiến sản xuất để tạo ra hàng hóa phong phú về chủng loại, với chất lượng ngày càng được nâng cao, mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Thêm vào đó, việc tiếp sức và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam phát triển, giữ vững thị trường nội địa đã được các cơ quan chức năng xác định là nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh để xây dựng lại cái quy chế quản lý hoạt động xuất khẩu của tỉnh. Cách thức tổ chức tôi sẽ thay đổi theo cách là tạo được cái thời lượng cho doanh nghiệp giao thương, tổ chức những chuyên biệt từng ngành hàng, nhóm hàng cho doanh nghiệp để ra tìm hiểu nó kỹ hơn. Thì đặc biệt là sẽ tổ chức cho doanh nghiệp của chúng ta và tổ chức cho hệ thống doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai cũng như là các tỉnh ấy, thì sẽ có sự kết nối qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương. Mới đây, một hoạt động xúc tiến thương mại đáng chú ý thu hút được sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp. Đó là việc Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương chính thức ký kết hợp tác với Amazon nhằm xúc tiến xuất khẩu qua thương mại điện tử. Đây là cơ hội mới mở ra hướng kinh doanh lớn cho doanh nghiệp Việt Nam.
vì trên cơ sở này, các thương hiệu nhà sản xuất của Việt Nam sẽ tận dụng được kênh phân phối bán hàng trực tuyến toàn cầu, phát triển kinh doanh, tiếp cận khách qua các trang của Amazon. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam hưởng lợi nhiều nhất từ việc Amazon gia nhập thị trường Việt Nam không đơn thuần là bán hàng, mà việc quan trọng là giúp phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp hàng hóa Việt Nam. Trong suốt một năm qua thì Amazon cùng với lại Bộ Công Thương là Cục Xúc Tiến Thương mại đã trao đổi với nhau về những cái khả năng hợp tác để hỗ trợ doanh nghiệp có thể là tham gia vào cái hệ thống thương mại điện tử của Amazon để mà thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời thì là để tạo dựng cái thương hiệu cho hàng hóa của mình thông qua hệ thống, thông qua môi trường thương mại điện tử này. Chúng tôi cùng với Amazon sẽ làm việc với cả các chuyên gia của Amazon để hỗ trợ, để tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp, ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tham gia vào cái hệ thống thương mại điện tử của Amazon để có thể là bán hàng trực tuyến thông qua hệ thống thương mại điện tử, có thể là tiếp cận được hơn 300 triệu tài khoản mua hàng của Amazon. Năm 2019, Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội mở rộng xuất khẩu khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức do áp lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ. Ngoài việc chuẩn bị các điều kiện để tận dụng cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do mang lại, các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ hướng tới các thị trường mới có nhu cầu hàng hóa phù hợp với năng lực sản xuất của Việt Nam, tập trung đổi mới phương thức triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để mở rộng thị trường xuất khẩu. Tại thị trường trong nước, các hoạt động xúc tiến thương mại cũng đã được đẩy mạnh thông qua các hoạt động liên kết, hợp tác xúc tiến thương mại giữa các vùng miền, đẩy mạnh kết nối cung cầu hàng hóa, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, vật chất cần thiết cho hệ thống phân phối, giúp các doanh nghiệp chiếm lĩnh và đứng vững trên thị trường, góp phần tăng trưởng thương mại nội địa.